Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thực đại mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và quý vị, ngày hôm nay tôi có một số bản tin liên quan tới Đài Loan và đặc biệt là bài phân tích và một cái uh, war game tức là một cái uh, thiết kế một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liên quan tới đảo quốc Đài Loan của tổ chức CSIS, tức là tổ chức chiến lược của uh, có trụ sở đặt tại Washington DC. Trong đó cho thấy nếu như xảy ra một cuộc chiến trên eo biển Đài Loan thì như thế nào? Thì quý vị, à, CSIS nhận định là Hoa Kỳ có thể sẽ mất hai hàng không mẫu hạm nhưng phía Trung Quốc sẽ mất khoảng 10.000 quân và hàng loạt các tàu chiến. Thì quý vị, sáng nay tôi có đoàn bản tin này thì bây giờ mình lướt qua một số những tin tức liên quan tới Đài Loan trước đi rồi sau đó mình đi vào phân tích xem liệu Cuộc chiến này có thể xảy ra hay không Và nếu xảy ra có đúng như kịch bản mà CSIS đã đưa ra hay không? Quý vị, trong bản tin sáng ngày hôm nay thì à, đầu tiên hết là chúng ta đã thấy được là Trung Quốc lại có cuộc tập trận à, với lại tổng cộng là 50 chiếc chiến đấu cơ và 4 chiếc tàu chiến à, cả, à, ở xung quanh eo biển Đài Loan. Quý vị, Trung Quốc một lần nữa lại có cuộc tập trận xung quanh đảo quốc Đài Loan trên 50 chiến đấu cơ à chiếc chiến đấu cơ và bốn chiếc tàu chiến tham dự vào trong cái cuộc tập trận này nó diễn ra từ 6 giờ sáng theo giờ chủ nhật và với 28 chiếc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và băng ngang qua làn đỏ trong đó thì bộ Đài Loan của Bộ phòng Đài Loan cho biết họ phải dùng chiến đấu cơ, tàu hải quân và kể cả cái hệ thống phòng không ở trên mặt đất để quan sát các hoạt động của P và kể cả cánh của quân sự của P đây là cái tin mà chúng tôi đã loan sáng ngày hôm nay bên cạnh đó quý vị cựu tổng thư ký của Liên minh NATO đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc cần phải biết rõ cái hậu quả kinh tế nếu như họ tấn công đảo quốc Đài Loan và đây là báo hiệu cái sự gọi là hợp tác của Tây phương tức là khối nato đối với lại việc Trung Quốc nếu như họ tấn công đảo quốc Đài Loan quý vị Trung Quốc cần phải biết về cái hậu quả kinh tế nếu mà xâm lăng Đài Loan đó là lời phát biểu của cụ à, và thư ký lãnh đạo của liên minh NATO, cựu lãnh đạo của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương thúc giục các quốc gia là cho thấy Trung Quốc sẽ có hậu quả về kinh tế nếu như mà họ xâm lăng Đài Loan, à, các quốc gia của Tây phương cần phải làm rõ với Trung Quốc họ sẽ đối diện với hàng loạt các cái hậu quả kinh tế và sẽ nếu như họ có những biến chuyển gọi là xâm lập xâm lược vào cái đảo quốc độc lập Đài Loan và nó đây là lời phát biểu của cựu tổng thư ký, của tên là Anders Fogh Rasmussen đã đưa ra trong lúc mà ông viếng thăm đảo quốc Đài Loan ngày 5 tây tháng 1 và ông đã gặp gỡ với bà tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới đảo quốc này à, kể từ khi mà ông ra rời khỏi cái chức vụ của à, liên minh à, tổng thư ký của liên minh NATO. Quý vị, đây là cái lời khẳng định của cựu cậu à, tổng thư ký liên minh NATO, tức là NATO đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề quá giàu. Thì một lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Ok quý vị và cái kịch bản cái bản tin mà được xem thời sự hàng đầu trong cái channel của phòng ngày hôm hôm nay đó là hai chiếc hàng không bảo hạm của Hoa Kỳ sẽ bị đắm và 10 000 binh sĩ của PLA sẽ thiệt mạng trong cái cuộc chiến nếu xảy ra năm 2026 đó là bài nhận định của CSIS quý vị hai hàng không bảo hạm của Hoa Kỳ 10.000 binh sĩ của PLA sẽ thiệt mạng nếu như cuộc chiến này xảy ra năm 2026 trên đảo quốc Đài Loan. Đó là cái bài kịch bản của tổ chức CSIS và quý vị trong bản tin này thì nói rằng kết quả kịch bản mà do cái tổ chức chiến lược gọi là csis tức là center of strategic and international study tức là trung tâm nghiên cứu về chiến lược của quốc tế đã đưa ra cho thấy mặc dù hoa kỳ và các đồng minh có thể thắng được trong cuộc chiến về việc mà trung quốc xâm lăng đài loan Tuy nhiên ít nhất là hai cái hàng không mẫu hàng của Hoa Kỳ có thể sẽ bị đắm, hàng ngàn binh sĩ của đôi bên sẽ bị thiệt mạng và nền kinh tế của Đài Loan có thể sẽ bị thiệt hại. Trong ngày thứ hai thì bản báo cáo cho thấy của CSIS là với cái từ đề là the first battle of the next World, tức là cái trận tranh trận đánh đầu tiên của cái cuộc chiến kế tiếp thì trong đó cho thấy là lực lượng PLA xâm lăng Đài Loan ở năm 2026 và trong đó với cuộc tấn công rất nặng nề của các binh sĩ từ Hoa Kỳ Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Mặc dù rằng biểu đồ cho thấy là lực lượng Hoa Kỳ vẫn đạt được chiến thắng, tuy nhiên cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều sẽ có sự tổn thương rất nặng và cuối cùng của cuộc chiến này thì theo nhận định của CSAS cho thấy là ít nhất có hai cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có thể sẽ bị đắm ở giữa Thái Bình Dương trong khi đó thì lực lượng PLA có thể sẽ bị tổn thương rất nặng này và kết quả là dựa trên 24 cái kịch bản chiến tranh khác nhau nơi mà được trả lời là liệu Trung Quốc có thành công trong cái này và có thành công hay không và cái giá của họ trả như thế nào thì câu câu trả lời là Trung Quốc không thành công và cái giá trả rất là to lớn và cuộc chiến này đã được đưa bắt đầu khi mà lực lượng Ho Hoa Kỳ mất đi uh, cái hàng không mẫu hạm và ít nhất là 10 cho tới 20 cái uh, uh, cái tàu chiến và khoảng 3.200 binh sĩ ở trong cái cuộc chiến này. Tuy nhiên thì phía Trung Quốc tổn thất nặng nề hơn. Trong đó thì ít nhất 10.000 binh sĩ của PLA sẽ thiệt mạng trong cái cuộc chiến. 155 chiếc máy bay và 138 chiếc tàu chiến sẽ bị phá hủy trong cuộc chiến này phía Đài Loan đồng thời cũng sẽ bị tổn thương và họ ước lượng là có sẽ có 3.500 người đã bị sẽ bị thiệt mạng à, và ít nhất là 26 cái uh, khu trục hạm và kinh hạm sẽ bị đánh đấm. và lực lượng quốc phòng của tự vệ của Nhật Bản cũng sẽ mất khoảng 100 cái uh, binh sĩ hoặc là 26 chiếc tàu chiến và bản báo cáo này nói rằng là sẽ không có cái kịch bản giống như Ukraine cho Đài Loan và ít nhất có ba ba cái project tức là ba cái dự án trong đó thì Maxian đã chỉ ra cho thấy là đây đây là cuộc khi mà cuộc chiến bắt đầu thì nó có thể cung cấp cho Đà Lạt nhiều cái nguồn cung cấp và những gì mà Đà Lạt đang ra tranh đấu trong cuộc chiến thì họ sẽ có được ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu và đây là một trong những cái lời nhận định của CSIS và quý vị cái clip video này họ làm bằng cái video nhưng mà cái video này trong lúc mà tôi làm việc với quý vị đó thì họ chưa có chiếu chính thức họ chỉ thông báo cái giờ chiếu chính thức trong ngày hôm nay có thể chiều tối ngày hôm nay thì csis sẽ cho chiếu cái đoạn video mà họ dừng ra một cái kịch bản như vậy thì quý vị ở đây là cái trang chính của csis quý vị csis tức là center of statistics and international study tức là tổ chức nghiên cứu về chiến lược quốc tế uh, có trụ sở đặt tại Washington và trong đó thì họ cũng báo lại là cái World Game với uh, cái uh, Trung Quốc xâm lăng Đài Loan mà nó được công bố ngày hôm nay thứ hai ngày 9 uh, tháng Giêng năm 2023 và trong đó thì cái uh, cái đây đây là The First Battle of the Next World, tức là cái trận đánh đầu tiên của cuộc chiến mới. Trong đó, cái kịch bản này là Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, được soạn thảo bởi Max Kansian, Martel Kansian và Eric Hegy được xem là những người đã tạo ra cái kịch bản này. Cùng với sự thảo luận với lại tư lệnh David Debuta là vốn là tư lệnh của không quân Hoa Kỳ, à, Becca Washer và à, giáo sư có tên là William Murray. Trong đó họ cũng nhắc lại là cái cuộc kịch bản này là năm 2026 và họ đánh à, họ đưa ra mua 24 cái kịch bản khác nhau nha quý vị và trong đó mặc dù Đài Loan vẫn sống còn tức là thắng được trong cuộc chiến này tuy nhiên sự mất mát cũng khá lớn Hoa Kỳ Đài Loan và Nhật Bản đều bị thiệt hại nặng nề trong đó là có khoảng 24 cái uh, trận uh, cái uh, kịch bản khác nhau về các trận đánh của các cái tàu chiến uh, cuộc uh, tấn công của các cái uh, chiến đấu cơ của liên minh bị mất ở và và ở trên mặt đất và kể cả những cái uh, ảnh hưởng của những cái hỏa uh, tiễn uh, gọi là, là tầm xa và sử dụng luôn cả các cái hệ thống phòng không của đài loan và kể cả cần phải uh, thực hiện ở trên các căn cứ của nhật bản và căn cứ trên những cái uh, điều này thì cho thấy là kịch bản này có thể xảy ra ok quý vị đó là cái bản uh, báo cáo sơ khởi của CSS chi tiết của cái đoạn video mà họ mi miêu tả và họ thảo luận này có lẽ ngày hôm nay họ sẽ đưa ra tôi chưa biết giờ phút nào tuy nhiên thì họ đã báo trước cho chúng ta biết thì quý vị đây là cái kịch bản mà phía của tổ chức csis đưa ra tổ chức này vốn là một tổ chức chiến lược à, nằm tại washington dc và tổ chức này thường tập trung về cái chiến lược của á châu đặc biệt là khu vực của biển đông và kể cả khu vực của à, à, eo biển đài loan và một phần của ck cư tức là nơi mà trung quốc gọi là đảo điếu ngư Ok quý vị, dựa trên tất cả các bản tin này thì chúng ta thấy rõ ràng cái tiềm năng mà cuộc chiến giữa Trung Quốc và của Đài Loan, Hoa Kỳ, Nhật Bản có thể khó tránh khỏi, bởi vì trước đó một ngày quý vị còn nhớ ngày hôm qua hôm kia, tôi có đưa tin là Jack Sullivan, tức là cố vấn đặc trách về an ninh quốc gia của tòa Bạch Ốc cũng đã nói rằng cuộc chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan là khó tránh khỏi. Ok và CSIS cũng đã làm một cái kịch bản nếu như cuộc chiến xảy ra thì như thế nào họ dựa trên hai bốn kịch bản khác nhau và họ lấy cái thời điểm tránh nhạy cảm là 2026 chứ không phải là 2024 hay là 23 mặc dù rằng chúng ta thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc chiến này sẽ bùng nổ năm 2023 hoặc 24 tức là năm nay hoặc năm tới nhưng mà CSIS có vẻ như là họ không có muốn à, gọi là khiêu khích quá cho nên họ lấy một cái thời điểm xa hơn một chút là 2026 OK, quý vị. Như vậy thì chúng ta xem coi à, cái à, cái cuộc chiến này và chưa coi được cái video của họ. Nhưng chúng ta có thể mở cái bản đồ lên để xem coi Trung Quốc có thể làm được cái gì trong cuộc chiến này khi họ tấn công đảo quốc Đài Loan. Phía Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan sẽ phòng thủ như thế nào và sẽ có những cái à, giao tranh như thế nào? Thì quý vị à, có lẽ tôi phải mở cái bản đồ lên để chúng ta thấy được toàn cảnh của đảo quốc Đài Loan và Trung Quốc có thể làm được gì? Ok, rồi bây giờ chúng ta mở cái bản đồ lên quý vị. Đây là cái bản đồ của khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Nếu tôi zoom ra thì quý vị thấy khu vực ở dưới này là khu vực Biển Đông. Và tôi khu vực tôi rung gần vô thì quý vị thấy đây là đảo Guam. Nơi mà đang có 175.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng nghe quý vị. Và nếu zoom gần vô nữa thì quý vị Okinawa. Đây là nơi đang có à, 60.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại đây. Và đây là cái eo biển Miyako tức là cái chỗ mà băng ngang ra, băng ra Thái Bình Dương của Trung Quốc và ở bên đây thì có vị thấy à, đảo à, Hồng Kông nằm ở đây và toàn bộ đảo Quốc Đài Loan nằm ở đây cùng với một số những cái đảo xung quanh họ dưới đây là Philippines nghe quý vị à, Luzon tức là khu vực của Philippines và đây là cái eo biển gọi là Pasir Channel OK quý vị nếu Trung Quốc mà tấn công đảo Quốc Đài Loan thì cái đầu tiên hết họ phải đưa cái hàng không mẫu hạm của họ từ ở Thượng Hải hoặc là từ ở trên uh, Thanh Đảo ok quý vị đây là thanh đảo nha quý vị và đây là đại đại liên <laughs> tức là cái cái nơi mà công nghiệp đóng tàu về về quân sự của trung quốc là nằm ở liêu ninh tức là ở bến cảng đại liên là ở chỗ đây họ sẽ phải đưa những cái hàng không mẫu hạm này xuống khu vực của gần phúc kiến và họ sẽ đi ra khu vực của Miyako ok quý vị Miyako và trong đây thì tôi tôi cho rằng là họ sẽ đưa cái này ra để chặn cái phần của hoa kỳ ở Guam tức là hàng không mẫu hạm của Trung Quốc sẽ hoạt động ở ngoài này cùng với một số khinh hạm và và khu trục hạm ở khu vực này, tương tự như kịch bản của họ, đó là chuyện đầu tiên họ phải làm. Chuyện thứ hai, họ sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này. Quý vị thấy ở đây là khu vực của Quảng Đông. Nơi đây đang có một cái uh, trại đóng quân uh, rất lớn của đây và nó đã được nâng cấp trong thời gian qua và khu vực này là và Phúc Kiến. Ở đối diện với Đài Loan là Phúc Kiến nha quý vị. Thì ở khu vực ở Phú Châu và lên tới Đài Châu và kể cả lên tới uh, khu vực này thì dọc ở tất cả các cái khu vực này đều có những cái uh, căn cứ hải quân của Trung Quốc và kể cả lục lục quân Trung Quốc và không quân Trung Quốc đã có những cái uh, căn cứ của họ dọc theo các vùng biển này họ có thể phong tỏa toàn bộ từ khu vực từ ở khu vực này xuống tới uh, khu vực đại bắc nghe quý vị và ở phú châu tức là họ tấn công trực tiếp từ khu vực này và kết bán là khi họ sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực đi ra biển đông nha quý vị đây là cái khu vực mà phía của lực lượng uh, chỉ huy miền Nam của Trung Quốc có thể vây chặt khu vực này. Ngược lại, ở ngoài đây thì quý vị, cuộc chiến này nó cũng sẽ căng thẳng nếu như xảy ra. À, giống như kịch bản mà của à, phía CSIS. Nếu Trung Quốc đưa hàng công mẫu hạm ra đây, mục tiêu của họ là trận cái hướng gọi là đưa tiếp vận của Guam. Tại vì ở Guam đang có 175.000 quân của Hoa Kỳ. Và trong đó quý vị, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, à, Bomber, tức là quanh tạc cơ thế hệ mới nhất của Hoa Kỳ cũng nằm ở đây. Và Hoa Kỳ có thể gửi các chiến đấu cơ từ F-22, F-18 cho F-35 để chi viện cho Đài Loan. Và Trung Quốc có thể trận ở chỗ này, do đó cuộc chiến xung đột có thể xảy ra tại đây. Hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ di chuyển tới đây để gửi chiến đấu cơ, tức là họ di chuyển không có trực tiếp vào cái uh, đi thẳng và e biển mà cho con, mà họ đi vòng qua khu vực của Philippines và họ đưa các hàng không mẫu hạm họ lên đây. Thứ nhất là trận cái sự kết nối giữa hàng không mẫu hạm của Trung Quốc ở ngoài biển và bộ chỉ huy miền Nam của Trung Quốc khi mà họ phong tỏa toàn bộ eo biển Đài Loan. Tức là khu vực eo biển Đài Loan này sẽ bị phong tỏa và thậm chí Bắc Kinh có thể phong tỏa luôn cả Bashi Channel. Do đó, nếu hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ mà xuất hiện là ở khu vực này. Tức là họ sẽ phải có cuộc chiến với Trung Quốc ở ngay khu vực này đây các vị. Để mà phá vỡ cái ngăn chặn cái sự tiếp nối giữa Bộ Chỉ huy miền Nam và Bộ Chỉ huy miền Đông với lại cái tam giác ở ngoài biển tại vì Trung Quốc phải đặt cái hàng không hạm ngoài biển biển để tấn công ngược vào đảo quốc Đài Loan. Ngược lại <laughs> từ Đài Châu, tức là từ đây quý vị, hệ thống của quân sự của Trung Quốc sẽ chặn tất cả các cái chuyến máy bay của PLA của Hoa Kỳ từ Okinawa bay xuống Đài Bắc. Thì quý vị, đây là cái eo biển Miyako và quý vị thấy rất là rõ ràng khu vực này có rất những cái đảo rất nhiều những cái đảo nhỏ do Đài Loan và Nhật Bản kiểm soát. Thì quý vị, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và kể cả hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có thể từ Okinawa từ Okinawa là họ bay thẳng tới đảo để bảo vệ cho Đài Loan nghe quý vị đây là cái kịch bản có thể xảy ra cái này là chưa nói tới việc mà tấn công vào thềm lục địa của Trung Quốc đây chỉ là cuộc chiến ngoài biển mà, mà CSIS đã mô tả thôi quý vị có nghĩa là Trung Quốc thứ nhất là vây chặt ở đây thứ hai là từ ở khu vực này để ngăn chặn à, cái và cả một phần chẩn đứng cái uh, cuộc gọi là tiếp ứng của Hoa Kỳ và Nhật Bản ở trên đây, quý vị, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đưa quân hỗ trợ cho Đài Loan. Có nghĩa là thứ nhất, cái nhận định của CSIS là cuộc chiến này Trung Quốc sẽ đối diện với ba lực lượng quân sự Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Có nghĩa là Nhật Bản và Hoa Kỳ can dự trực tiếp vào cuộc chiến này. Đó là cái nhận định của CSIS. Không phải của tôi, họ nói là phía Đài Loan thiệt hại, phía Hoa Kỳ thiệt hại, phía Nhật cũng thiệt hại, nhưng thiệt hại nặng nhất vẫn là Trung Quốc. Thiệt hại nặng nhất vẫn là Trung Quốc, từ nhân mạng cho tới uh, họ có tới mấy cả trăm chiến chiến đấu cơ có thể sẽ bị bắn bắn hạ và hàng trăm chiếc tàu chiến có thể sẽ bị đánh chìm. Thì đây là cái kịch bản gọi là cuộc chiến ngoài biển thôi. Nó chưa có đụng tới thềm lục địa của Trung Hoa lục địa. Đó là điều thứ nhất mà tôi thấy được từ trong cái bản đánh giá của CSIS. Và thứ hai là cựu Tổng thư ký của liên minh NATO, ông đã kêu gọi các quốc gia Tây phương là gửi một thông điệp rõ ràng cho Trung Quốc, nếu Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan thì sẽ có những hậu quả kinh tế gì. Thì quý vị, đây rõ ràng là một trong những cái lời lên tiếng chính thức của NATO và đồng thời cũng cho thấy rằng liên minh NATO có thể sẽ phối hợp với phía Hoa Kỳ nếu Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Thì quý vị, đây được xem là cái cục diện của Đài Loan và kịch bản này đương nhiên CSIS họ tránh cái phần nhạy cảm. Cho đó họ chọn cái thời điểm năm 2026. Nhưng mà cá nhân tôi nhận định thì nó có thể happen ở trong 2022, 23 hoặc 24. Lý do 23 là lúc mà cái chính sách của Quốc hội Hoa Kỳ cứng rắn hơn với Trung Quốc sau khi mà Kevin McCarthy chính thức trở thành chủ tịch của Hạ viện. Thì cái điều đầu tiên hết về chính sách đối ngoại ngoại trừ cái vấn đề gọi là giám sát lại cái ngân sách tài trợ cho ukraine thì phía quốc hội hoa kỳ dưới hạ viện các thành viên của đảng cộng hòa đều thúc đẩy một cái chính sách cứng rắn với trung quốc mà cứng rắn tới mức mà trung quốc phải dùng cái lực lượng quân sự của họ đánh chiếm đài loan để phá vỡ cái thế gọi là siết cộng kìm của hoa kỳ đặc biệt là trên quốc hội hoa kỳ do đó quý vị trung quốc sẽ gặp rất nhiều thách thức từ phía hoa kỳ khi mà đảng cộng hòa nắm lại quyền đa số Do đó, tôi cho rằng có thể xảy ra năm 2023, đặc biệt là Kevin McCarthy. Nếu ông ta giữ lời hứa là sẽ dẫn một phái đoàn hung hậu tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Thì quý vị, điều này chỉ có thể có thể xảy ra. Thứ nhất là trong cái dịp gọi là lễ độc lập của Đài Loan, tức là lễ song thập, hoặc là cùng thời điểm mà năm ngoái bà Pelosi đã bay tới Á Châu. Tức là tháng 8 từ tháng 8 cho tới tháng 10. Nếu như mà qua cái giai đoạn này mà không xảy ra cuộc chiến thì nó cũng sẽ hấp bình tương tự như vậy năm 2024, năm có bầu cử tại Hoa Kỳ và tại Đài Loan luôn. Tại vì năm 24 là bà Thái Anh Văn cũng out term rồi Hoa Kỳ cũng có cuộc bầu cử tổng thống. Do đó, tôi thì tôi nhận định là cái cuộc xung đột mà giữa Trung Quốc và của Đài Loan có thể xảy ra năm sớm là 23 và trễ là 24 Tuy nhiên tổ chức CSIS thì họ dựa trên cái đánh giá của cơ quan tình báo là từ đây cho tới năm 2027 thì Trung Quốc sẽ tấn công đảo quốc Đài Loan. Thì CSIS dựa trên cái kịch bản của năm 2026 tức là nằm năm trong vòng 5 năm này nhưng họ không muốn chọn cái giai đoạn của 23, 24 mà họ chọn 26 tức là sau bầu cử tại Hoa Kỳ sau bầu cử tổng thống để tránh tình trạng cái tác động của cái bài nhận định phân tích này có thể đưa tới một cái sự tranh cãi lớn. Do đó họ tránh cái phần tác động này, họ mới lấy cái dấu mốc 2026. Nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng đánh giá có thể xảy ra 23 hoặc 24, tức là năm nay hoặc là năm tới. Quý vị, đây là cái nhận định của cá nhân tôi, nhưng mà CSIS thì đưa kịch bản này. Trong 24 kịch bản thì họ nói rằng Hoa Kỳ sẽ mất một số tàu chiến. Và lực lượng của Hoa Kỳ sẽ thiệt hại cả ngàn người, nhưng và hai hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ bị đánh chìm. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ thiệt hại nặng hơn. Trung Quốc thì trong cái bản báo cáo từ ở phía uh, uh, cái uh, CSI cho biết là phía Trung phía Hoa Kỳ mất khoảng uh, 10 cho tới 20 chiếc tàu chiến và có khoảng 3.200 binh sĩ sẽ bị thiệt mạng. Trong khi đó, Trung Quốc là nặng nề hơn ít nhất là 10.000 binh sĩ của PLA sẽ thiệt mạng 155 chiếc máy bay và 138 chiếc tàu chiến Ok quý vị đây là cái đánh giá của CSS cái World Game này cho thấy là lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ mất đi hai hàng không mẫu hạm từ 10 cho tới 20 chiếc uh, tàu chiến và khoảng 3.200 binh sĩ có thể sẽ bị thiệt mạng trong 3 tuần lễ chờ giao tranh và 3 tuần lễ như vậy kịch bản là dựa trên 3 tuần lễ Tuy nhiên thì Trung Quốc cũng uh, tổn thất nặng nề hơn trong đó thì khoảng 10.000 binh sĩ của PLA 155 tàu chiến và à, 155 chiến, chiến đấu cơ và 38 tàu chiến sẽ bị phá hủy trong cuộc chiến này. Đài Loan thì có uh, thiệt hại ước lượng lên tới 3 500 người. 26 cái uh, khinh hạm và khu trục hạm sẽ bị phá hủy và bị đánh đánh chìm. Lực lượng <laughs> quốc phòng của Nhật Bản là có thể sẽ mất khoảng 100 binh sĩ và 26 tàu chiến. Ok quý vị. Như vậy thì rõ ràng quý vị CSIS, đã cố gắng đưa đi chi tiết về thiệt hại và họ nói rằng cuối cùng Đài Loan vẫn tồn tại Trung Quốc không chiếm được Đài Loan Hoa Kỳ và đồng minh sẽ chiến thắng nhưng sự tổn thất của đôi bên khá nặng cái này là CSS chỉ dừng lại trên cái cuộc chiến trên mặt biển mà thôi còn nếu tôi đặt câu hỏi ngược lại là nếu cuộc chiến này mà nó mở rộng luôn vào thêm lục địa của Trung Quốc thì như thế nào Tôi nghĩ mức thiệt hại của Trung Quốc sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Mức thiệt hại của Trung Quốc sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Nếu Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan tấn công vào các vị trí quân sự của Trung Quốc dọc theo thêm lục địa. CSIS chưa tính tới kịch bản này. Họ chỉ tính tới kịch, cái kịch bản tự vệ của Đài Loan. Tức là Trung Quốc tấn công xung quanh đảo quốc Đài Loan. Từ ở ngoài biển vào. Tức là hàng không của hạm của họ sẽ neo ở ngoài biển có thể chiếc Liêu Ninh, có thể chiếc Sơn Đông, có thể chiếc Phúc Kiến và có thể cả ba chiếc luôn. Thì cả ba chiếc này là có thể huy động được cả trăm chiếc chiến đấu cơ rồi quý vị. Đúng chưa? Thì họ chỉ họ chỉ là viết cái kịch bản 24 cái kịch bản tấn công này nó đều nằm xung quanh đảo quốc Đài Loan. Và họ dừng lại ngay chỗ đó. Còn cá nhân tôi thì tôi muốn coi xem nếu như cuộc chiến này thật sự bùng nổ và giống như cái phân tích của csis thì quý vị hoa kỳ nhật bản đài loan có thụ động để cho trung quốc mở cuộc tấn công và họ tự vệ hay không giai đoạn đầu thì có thể nhưng giai đoạn thứ hai là họ sẽ tấn công vào tất cả những vị trí quân sự của trung quốc từ ở quảng đông lên tới phúc kiến lên tới thượng hải thậm chí là họ có thể tấn công thẳng vào khu vực của thanh đảo nơi được xem là tụ tập rất nhiều lực lượng và binh sĩ của Trung Quốc ở đây, tức là lực lượng bộ chỉ huy miền Đông đầm ở đây. Thì quý vị, rõ ràng kịch bản này CSIS chưa thảo luận tới. Và nếu mà cuộc chiến này nó mở rộng vào thêm lục địa Trung Quốc thì tác động sẽ như thế nào? Đương nhiên cả thế giới sẽ bị cái tác động kinh tế nặng hơn cái chuyện của Nga. Nặng hơn cái chuyện của Nga. Bởi vì Nga mặc dù rằng là thúc đẩy cuộc chiến kinh tế và cuộc chiến nhưng mà nga chỉ ảnh hưởng về mặt năng lượng tức là gây khó khăn trong một năm qua quý vị thấy là giá năng lượng lên cao nhưng nếu trung quốc mà rớt vào cuộc chiến này thì quý vị nền kinh tế của trung quốc là lớn hàng thứ hai trên thế giới có nghĩa là các quốc gia sẽ phải đóng cửa với trung quốc về kinh tế đó lời cảnh báo của ông cựu tổng thư ký của liên minh nato cựu lãnh đạo của NATO rất rõ ràng. Ông nói rằng Trung Quốc sẽ có hậu quả kinh tế, có nghĩa là sự báo động 30 quốc gia và sắp sửa là 32 quốc gia của NATO sẽ áp dụng chính sách cấm vận kinh tế với Trung Quốc. Thì quý vị, nó sẽ ảnh hưởng toàn cầu. Tại vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng thứ hai, có rất nhiều associate tức là có rất nhiều những cái mối giao hảo về kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Âu châu, trong đó có Á châu, trong đó có Phi châu ở trung đông rồi kể cả trung mỹ thì khi mà trung quốc bị à, khởi động cuộc chiến này thì gần như là cái việc phong tỏa kinh tế sẽ diễn ra và như vậy thì quý vị nó sẽ ảnh hưởng cái nguồn cung cấp của toàn cầu nó sẽ ảnh hưởng tới giá năng lượng nó sẽ ảnh hưởng tới những cơn khủng hoảng nhân đạo tức là người dân trung quốc hay người dân đài loan hay kể cả người dân nhật bản có thể đào thoát ra khỏi khu vực có chiến tranh đó là cái cơn khủng hoảng nhân đạo rồi quý vị nó sẽ ảnh hưởng tới cái uh, nền chính trị của liên hiệp quốc luôn lúc đó quý vị các quốc gia sẽ phải chia phe phái ở trên liên hiệp quốc thì khi đó <laughs> nhiều quốc gia sẽ lợi dụng cái việc trung quốc tấn công đài loan họ sẽ trở mặt với đài trung quốc tức là họ sẽ bỏ phiếu lên án trung quốc một cách công khai bây giờ thì không dám nhưng khi cuộc chiến bùng nổ thì họ lúc đó quý vị sẽ thấy trên chính trường liên hiệp quốc nó sẽ rõ nét thật sự thật sự Trung Quốc về bề ngoài là họ nắm rất nhiều phiếu ở Liên Hiệp Quốc nhưng khi thấy xảy ra một cuộc chiến thật sự thì chưa chắc những lá phiếu này đứng về phía Trung Quốc thì quý vị nó sẽ ảnh hưởng toàn cầu và nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cả khu vực luôn nếu Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan và nếu cuộc chiến này Hoa Kỳ và đồng minh kể cả Đài Loan và Nhật Bản tấn công vào thêm lục địa của Trung Quốc đó là chưa kể Úc anh, Ấn Độ, họ sẽ không đứng ngoài. Thì kịch bản của CSIS họ chỉ dựa trên cái quy tắc là Nhật can dự trực tiếp và Hoa Kỳ vì cái lời cam kết với Nhật Bản phải có mặt. Chứ họ chưa nhắc tới các đồng minh khác của Hoa Kỳ. Trong đó Anh, rồi Canada, Úc, New Zealand, rồi Ấn Độ. Họ cũng sẽ đưa quân tham chiến trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thì quý vị, cuộc chiến này sẽ bùng nổ. Do đó, cái bài phân tích của CSIS thì chúng ta thấy được rõ nét hai điều. Điều thứ nhất là Đài Loan sẽ được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một cách trực tiếp luôn. Tức là Hoa Kỳ, Nhật Bản can dự trực tiếp vào cuộc chiến nếu đảo quốc Đài Loan bị tấn công. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được trong cái bài của CSIS. Và thứ hai là trong cái lời cảnh cáo của cụ uh, tổng thư ký Liên minh NATO. Có nghĩa là NATO sẽ phải đứng chung với Hoa Kỳ. Nếu như Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan, thì nội hai điều này không, thì chúng ta thấy rõ ràng là Bắc Kinh muốn tấn công Đài Loan, họ phải suy nghĩ rất cẩn thận. Mặc dù liều, mình, liều lĩnh để phá cái thế gọi là cô lập của Hoa Kỳ tại Á Châu, nhưng Bắc Kinh không liều lĩnh tới mức mà họ sẽ mất rất nhiều. Bởi vì cuộc chiến này nó sẽ làm cho giống như tôi đã từng phân tích với quý vị Nó sẽ làm cho cái chế độ cai trị mất quyền nhanh hơn so với bây giờ Bây giờ có thể dẫn tới một cái cuộc loạn nội loạn ở trong Trung Quốc Địa phương không còn lắng nghe Trung ương nữa Dần dần cái chính quyền Trung ương mất quyền lực Nhưng cái đó là cái cái không có chiến tranh Và nó kéo dài cái thời, thời điểm mà gọi là khủng hoảng kinh tế Thì quý vị Đám chính quyền trung ương muốn gây dựng thế lực hoặc là muốn duy trì thế lực họ bắt buộc phải thu tóm tất cả quyền hành mà khi thu tóm quyền hành thì cách duy nhất là khởi động chiến tranh ở bên ngoài do đó tôi vẫn nói với quý vị là tập cận bình không muốn có cuộc chiến nhưng ông ta không còn chọn lựa và cuộc chiến này sẽ risk tức là sẽ gây nguy hiểm cho sự cai trị của đảng cộng sản tại trung quốc và có thể từ cuộc chiến này bắc kinh sẽ rơi vào một cái tôi gọi là một cái vòng lẫn quẩn của cuộc nội chiến và kể cả cuộc xung đột trong nội địa Trung Quốc kéo dài cả trăm năm. Tức là Trung Quốc sẽ rơi vào tình thế bị phân năm xe bảy. Tôi chưa nói là những nơi uh, tuyên bố độc lập giữa các lực lượng thế lực quân sự ở nội địa Trung Quốc thôi. Thì quý vị, đây sẽ là cái những cái kịch bản mà CSIS chưa bàn tới. Hy vọng rằng thời gian tới họ sẽ nhìn rộng hơn để thấy rõ hơn về cái uh, Câu chuyện nội bộ của Trung Quốc và nếu như Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tấn công vào thành lục địa của Trung Quốc thì như thế nào? Thì tôi hy vọng lần tới CSIS sẽ có kịch bản này. Còn bây giờ 24 cái kịch bản này chỉ là xảy ra ngoài biển thôi. Thì họ cho thấy một cái nhận định sơ khởi về thiệt hại của Hoa Kỳ, thiệt hại của Nhật, thiệt hại của Đài Loan và thiệt hại của Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bài Hilton Nhật ký phần 1 ngày hôm nay của tôi liên quan tới cái bài nhận định của CSIS. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiếu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!